danh hiệu thứ 3 trong mùa giải năm nay của tay vợt người Đức. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Quý khán giả đang đến với khung giờ dành cho bản tin sắc màu kinh tế với những thông tin hấp dẫn liên quan đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế ngày hôm nay. Thưa quý vị, đề án phát triển ngành chế biến